Xin chào đón các quý vị dân tộc của chúng ta. Thì chúng ta tiếp tục với cái lời tâm sự tập 6, nhưng mà phần thứ tư. Thì vì cái video qua tôi chỉ là nói hơi nhiều hơn theo ý định, vì thì lúc đó thì cũng kiểu là tiện nói luôn cái chuyện mà sâu xa hơn về về kẻ thù của chúng ta, biết không? Thì đó là lý do tại sao nhân dịp đó thì có hứng thì tôi nói ra luôn. Với lại thì tôi cũng đã viết một bài cũng lâu rồi, chỉ là vì tôi chưa có kịp chia sẻ thôi. Hơn nữa thì cũng vì không có đúng thời điểm nhé. Với lại tôi cũng ý định là làm cái phần đó cuối cùng trong những cái video. Thì tuy nhiên thì lần sau tôi sẽ cố gắng làm một cái phần riêng về cái chuyện đó, về cái chuyện mà kẻ thù của chúng ta, đúng không? Thì chủ yếu thì tôi cũng đã nói hết rồi, đúng không? Nhưng mà lần sau thì tôi sẽ dành thêm thời gian riêng về cái điều đó. Mà thôi, thì chúng ta hãy bắt đầu với cái lời tâm sự phần thứ tư đi ha. Thì trước khi tôi tiếp tục với cái điều tiếp theo á, thì tôi sẽ đọc một cái đoạn trong cái quyển sách Obadiah. Thì tiếng Việt tôi chưa có dò, nó là Obadiah, quyển sách Obadiah. Như tiếng Việt này gọi là Abdia hay sao? Tiếng Việt nó dịch là Abdia đó. Số 1, Abdia chương 1, đoạn 15. Thì trong tiếng Anh nó chỉ nói là Obadiah chương 1 đoạn 15. Thì tôi cần đọc cái phần này, cái đoạn này cho quý vị nghe luôn. Thì nói chung là nó cũng liên quan với cái điều vừa rồi tôi nói trong cái video kia, thì nó cũng liên quan về cái chuyện đó. Thì nói chung là nó liên quan về cái chuyện của bọn ngoại tộc, biết không? Xin lỗi, tên sậy. Thì trong cái đoạn này á, thì nó nói Obadiah chương 1 đoạn 15. Vì cái ngày của Chúa Christ, của chúng ta, phải không? Chúa Christ thì nó gần tới với tất cả bọn ngoại tộc. Được chưa? Thì những gì bọn họ đã làm, nó nhất định được làm ngược lại với bọn họ. Cái phần thưởng nhất định trở lại với cái đầu của bọn họ. Nghĩa là phần thưởng ở đây là sao? Là những cái điều xấu xa, độc ác, tàn nhẫn, ma quỷ, đĩ điếm, mất dạy, bố láo và tội lỗi mà bọn họ đã làm với chúng ta, thì nó sẽ trở về ngược lại với bọn họ, đúng không? Thì đó là cái ý nghĩa của cái đoạn này, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Thì cho những
vì ngoại tộc á, mà đã sai, mà đã có lỗi với những vị sắc tộc của chúng tôi á, thì hãy bắt đầu công khai và xin lỗi chúng tôi đi, đúng không? Và còn không á, thì nó sẽ không có tốt đẹp gì cho các vị đâu, sẽ không có tốt đẹp cho các vị đâu, hiểu không? Thì trường hợp này tôi nói riêng cho các vị kinh, thì các vị hãy làm cái điều đúng đắn đi, biết không? Chỉ vì mục đích cho dân tộc của các vị thôi, đúng không? Vì cái tương lai của dân tộc của quý vị thôi, biết không? Thì như Chúa Do Thái của chúng tôi đã nói rõ đó, trong cái đoạn đó 15 đó, đúng không? Obadiah chương 1 đoạn 15 đó, đúng không? Thì những cái điều này sẽ tới với những vị ngoại tộc vì cái tội của họ với Chúa Cha của chúng tôi, và những cái lỗi của họ, những cái lỗi nặng nhất của bọn họ, vì đã cư xử, vì đã không có tốt với chúng tôi, vì đã giết hại chúng tôi hoặc là làm hại đến chúng tôi trong quá khứ, vì cái tội lỗi tổ tiên của họ và cái tội lỗi của họ bây giờ, đúng không? Nên những vị ngoại tộc sẽ không có thoát được đâu. Hãy tin tôi đi. Không phải là tôi muốn này nọ gì đâu. Chỉ vì cái lợi ích và mục đích tốt cho những con cái của các vị mà thôi. Vì Chúa Do Thái của chúng tôi đang rất là tức giận, vì Ngài sẽ đem cái sự trả thù đến tất cả các vị ngoại tộc, biết không? Vì cái tội lỗi của họ, biết không? Cái tội lỗi như tôi đã nêu ra đó, chứ không? Cái tội lỗi đi đi mất dạy bố láo, không? Xấu xa, độc ác, tàn nhẫn, ma quỷ, vân vân, không? Thì đó là lý do tại sao các vị ngoại tộc sẽ bị xét xử, không? Sẽ bị có chuyện xấu xa, độc ác, tàn nhẫn nhất sẽ tới với bọn họ, là vì cái tội lỗi của họ đã vi phạm với những vị con cái của Do Thái, phải không? Vì đã sai với những vị con cái của Do Thái theo dòng máu, đạo lý và lịch sử, đúng không? Chúa Do Thái của chúng tôi đâu có vô lý, tại vì nhiều số các vị ngoại tộc đã sai với chúng tôi, đúng không? Đã có lỗi vô cùng nặng với chúng tôi, có những cái lỗi cực kỳ vô cùng là nặng với chúng tôi, thì tất nhiên là nhiều số các vị đã có tội nặng với Chúa Cha của chúng tôi rồi đó, dĩ nhiên rồi đó, đúng không? Thì tôi thành thật khuyên đến những các vị ngoại tộc, hãy cầu xin Chúa Do Thái của chúng tôi tha thứ cho quý vị, cho các vị, và cũng nên xin lỗi những con cái của Do Thái vì những cái lỗi, xấu xa, độc ác, tàn nhẫn và ma mị và ma quỷ của mình, đúng không? Thì các vị hãy chân thành và nhiệt tình xin lỗi chúng tôi đi, biết không? Để mà cái tội lỗi của các vị nó sẽ nhẹ đi, đúng không? Một phần nào đó, biết không? Thì đó là cái ý mà tôi muốn nhắc nhở các vị ngoại tộc một lần nữa, vì các vị đã nghe rồi đó. Có cần tôi phải đọc lại một lần nữa không?
Thì tôi đọc lại một lần nữa cho các vị này. Thì Obidai đó, thì chương 1 này, đoạn 15 này, thì tiếng Việt đó, thì Abdia đó, tiếng Việt nó gọi là Abdia đó, đúng chương 1, đúng không? Đoạn 15, thì nó nói như thế này: vì cái ngày của Chúa Christ hoặc là vua Christ thì nó gần tới với tất cả bọn ngoại tộc rồi, nghĩa là cái ngày của Chúa của chúng ta, phải không? Thì nó gần tới với tất cả bọn ngoại tộc, nghĩa là cái sự xét xử đó, cái sự trả thù, đúng không? Thì những gì bọn họ đã làm nó nhất định được làm ngược lại với bọn họ. Cái phần thưởng nhất định trở về lại với cái đầu của bọn họ, với những cái đầu của bọn họ, phải không? Cái đầu của bọn họ, cái đầu chính bản thân của bọn họ, biết không? Thì như vậy mà các vị còn vẫn chưa sợ à, đúng không? Nhớ nha, tôi không nói cái điều này nha, và đó là Chúa Do Thái của chúng tôi nói nha, biết không? Tôi không có dọa các vị đâu, tôi không có này nọ với các vị gì đâu, tôi chỉ cần nhắc nhở các vị thôi. Vì nhân dịp cái lời tâm sự này thì tôi cần phải nêu ra nhá. Thì nghe hay không là tùy các vị, nhưng mà cái tương lai, cái sự xét xử thì nó sẽ không có thay đổi, vì nó sẽ tới, đúng không? Nó sẽ tới, nó tới cái sự cái chuyện nó tới tới mức độ nào thì cái đó thì do quý vị, các vị có công nhận cái lỗi của mình hay không, phải không? Nghĩa là quý vị có hối hận với những gì mình đã làm, đúng không? Và quý vị có tỏ vẻ cái thái độ là mình đã sai, mình chấp nhận là tổ tiên của mình đã có tội với Chúa Do Thái của chúng tôi, rồi có lỗi với những vị sắc tộc của Do Thái chúng tôi, thì rồi quý vị công khai rồi 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 chấp nhận là mình sai, đúng không? Rồi sau đó xin lỗi những vị sắc tộc của Do Thái, thì như vậy khả năng là quý vị, các vị sẽ được giảm đi cái sự cái xét xử, cái sự xét xử, biết không? Hoặc là những cái hình phạt nó sẽ nhẹ đi, biết đâu, đúng không? Khả năng là nó sẽ nhẹ đi nhiều hơn, đúng không? Với lại thì cũng hãy làm vì cái tương lai của những con cái của các vị, đúng không? Còn không thì sau này họ sẽ chịu những cái hình phạt, những cái sự nguyền rủa, rồi những cái điều không có tốt đẹp gì cho họ, biết không? À thôi, chúng ta kết thúc về cái vấn đề đó đi. Thì tiếp theo trong cái điều này á, tiếp 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 theo với cái điều xin lỗi nha, chúng ta bắt đầu với cái điều mới. Trước kia dẫn dẫn Chris He đành phải cũng đành phải bỏ hết, cũng phải bỏ hết tất cả, không? Ví dụ là gia đình yêu dấu của ngài, mà để đi phục vụ Chúa Cha bằng cách là phải đi giảng dạy cái đạo lý rất cực kỳ vô cùng là ngay thẳng và tốt đẹp của Chúa Cha, tới mức độ phải đi phải hy sinh cái tính mạng của mình luôn kìa.
Vậy thì quý vị đã hy sinh được cái gì cho Chúa Cha của chúng ta? Hả? Bây giờ quý vị đã hiểu chưa cái sự hy sinh mà Ngài đã dành cho chúng ta, vì chúng ta, phải không? Vì Ngài đã gửi con trai yêu dấu nhất của Ngài cho những con cái của Do Thái, cho những con cái của Do Thái thôi nha, chứ không phải ngoại tộc nha, đúng không? Riêng cho những con cái của Do Thái thôi nha, đúng không? Những vị sắc tộc của Do Thái thôi nha. Thì đâu có nghĩa là họ sẽ không được chấp nhận nếu mà họ bỏ cái cách sống của cách sống tội lỗi của bọn ngoại tộc của họ, thì đâu có nghĩa rằng là Chúa Cha sẽ không có chấp nhận cái sự thay đổi tốt đẹp của họ, đúng không? Thì cái đó là do bọn họ, đúng không? Thì ý tôi nói đây á, cái sự hy sinh của Giáng Christ á, là con trai của Ngài á, của Chúa Cha, là chỉ dành riêng cho những con cái của Do Thái thôi, 12 nhóm sắc tộc của Do Thái thôi, hoặc là vì quý tộc của Do Thái thôi, biết không? Dòng máu của Do Thái thôi, biết không? Để cho quý vị hiểu rõ cái điều đó. Và đừng có để những cái bọn mặc dạy nào, đĩ điếm nào, bố láo nào và tội lỗi nào ngoài kia nói với quý vị rằng là con trai của Ngài đã hy sinh cái tính mạng của mình cho tất cả thế giới. Không có. Không có, cái đó là cái sự bố láo đó. Thì tiếp theo với cái vấn đề đó, thì nói về cái chuyện mà nghèo á, về tiền bạc và vật chất á, thì lúc đó không có ai nghèo hơn là Giáng Christ đó, đúng không? Cho nên đừng 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 có nói là một vị giảng tin mừng hay tin lành, tin vui, tin tốt, tin đẹp, hoặc là cái đạo lý của Ngài thì đành phải giàu có trong cái thế giới này, đúng không? Thì tuyệt đối đừng có cái suy nghĩ như vậy, đúng không? Thì đừng có cho rằng là họ phải có cái này cái nọ, tiền bạc vật chất rồi nhà lầu xe hơi thì quý vị mới mới nghe cái sự giảng đạo của họ. Thì ý tôi nói là như vậy, đúng không? Thì quý vị đừng có cái suy nghĩ đĩ điếm mất dạy bố láo và cực kỳ tội lỗi đó, biết không? Vì lúc đó chính bản thân của Giáng Christ là con trai của Chúa Cha còn 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 không có nhà nữa mà, đúng không? Thì đâu có nghĩa là Ngài nghèo trên thiên đàng. Có ai nghèo, có ai giàu hơn Giáng Christ, có ai giàu hơn Chúa Christ của chúng ta không? Giáng Christ không? Trong thiên đàng không? Không có. Sẽ không có ai có thể giàu hơn Ngài hết á. Chỉ vì Ngài nghèo là sao? Thì Ngài xuống thế gian này thì Ngài cũng đành phải chấp nhận cái điều kiện của thế giới này, biết không? Thì đó, thì ý tôi nói là như vậy, là chúng ta hãy bỏ cái suy nghĩ rằng là vị giảng đạo thì phải này nọ, phải có vị trí này kia, phải có tiền bạc vật chất, nhà lầu xe hơi thì mới có quyền giảng đạo hay là báo tin mừng. Làm gì có, chỉ bởi vì họ có nhà lầu xe hơi, tiền bạc vật chất, vị trí, nhưng đâu có nghĩa là họ có cái sự thật của Chúa Cha, đâu có nghĩa là họ có cái đạo lý của Chúa Cha, cái luật lệ của Chúa Cha, cái tiêu chuẩn của Chúa Cha, cái trình độ của Chúa Cha, hoặc là cái kiến thức của Chúa Cha, cái sự hiểu biết của Chúa Cha, cái sự khôn ngoan của Chúa Cha, hoặc là cái ý thức của Chúa Cha trong sách Kinh Thánh của chúng ta, hiểu không? Đâu có nghĩa là họ có cái sự yêu thương của Chúa Cha trong lòng, trong trái tim của họ, trong cuộc sống của họ, hiểu không? Trong cuộc đời của họ, hiểu không? Thì bây giờ
quý vị hãy suy nghĩ lại cái cách suy nghĩ của mình đi, hiểu không? Vì còn không á, quý vị sẽ không có nhận ra được những vị tông đồ của Ngài, hoặc là những vị mà thực sự thay mặt hoặc đại diện cho Ngài, hiểu không? Nếu mà quý vị không thay đổi cái suy nghĩ của mình á, thì quý vị sẽ không thể nào mà nhận ra được những vị thực sự đại diện cho Ngài trong cái thế giới này, hiểu không? Thì chỉ một cách mà quý vị có thể nhận ra được những vị mà thực sự thay mặt cho Ngài trong cái thế giới này, thay mặt cho cái đạo lý của Ngài, cái luật lệ của Ngài, cái tiêu chuẩn của Ngài, cái trình độ của Ngài, thì quý vị phải bỏ cái suy nghĩ là những vị giảng đạo là phải giàu có này kia vân vân, đúng không? Và còn không, quý vị sẽ không bao giờ có một cơ hội để nhận được cái sự thật của Chúa Cha, đúng không? Nếu mà quý vị không nhận được cái sự thật của Chúa Cha thì quý vị sẽ không có cái cơ hội sẽ được cái tương lai tốt đẹp sau này, sẽ không thể nào có được cái vinh quang, cái sự tuyệt vời vĩ đại mà Chúa Cha sẽ chúc phúc cho chúng ta sau này, hiểu không? Cho nên nó vô cùng là quan trọng cho quý vị, vì 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 nếu mà quý vị không có cái suy nghĩ khiêm tốn á, thì quý vị sẽ không bao giờ nhận ra được những vị thực sự đại diện cho Ngài, đúng không? Quý vị phải có cái sự khiêm tốn và phải có cái sự hiểu biết, cái sự khôn ngoan và cái ý thức của Kinh Thánh, thì lúc đó quý vị mới có thể nhận ra được những vị đó, đúng không? Vì những vị đó mới có thể chúc phúc lành cho quý vị, đúng không? Thì những lời vị đó thì quý vị mới có cái sức mạnh, đúng không? Tức là những cái phúc lành. Còn không thì ai sẽ chúc phúc lành cho quý vị? Bộ những vị đạo đức giả dối kia làm gì có. Chỉ bởi vì họ có cái vị trí đó là do những vị hội ngầm, hay là do những vị có quyền trong thế giới này, cái quyền cái là vũ lực, đúng không? Cho họ cái vị trí đó để mà quản lý tâm lý của quý vị. Ngoài ra chuyện đó thì họ không là cái gì hết á, đúng không? Thì ý tôi muốn nói đây á, đừng để cho bất kỳ ai lừa quý vị, đúng không? Hoặc là cướp mất cái linh hồn của quý vị, hoặc là cướp mất cái tương lai của quý vị vì những cái sự đĩ điếm, mất dạy, bố láo và tội lỗi của bọn họ, biết không? Tôi không muốn quý vị đành phải mất đi cái sự tốt đẹp của mình, cái tương lai của mình, đúng không? Cái cuộc sống của mình, cái linh hồn của mình, chỉ vì những cái triết lý, cái suy nghĩ hoặc những cái tai, hoặc cái tư tưởng, cái ảo tưởng, hoặc là cái ý tưởng đĩ điếm, mất dạy, đúng không? Bố láo, tội lỗi của bọn họ, đúng không? Vì sau này tôi bảo đảm quý vị sẽ có những cái cuộc sống vô cùng là tuyệt vời, vô cùng cực kỳ là tuyệt vời. Ngài đã nói chúng ta hãy vui lên, hãy hoan hô vì cái vương quốc của thiên đàng sắp tới thế gian này rồi, hiểu không? Thì đó là cái ý tôi muốn nói. Thì trong những cái đoạn này á, thì nó cũng có nói về cái điều mà tôi vừa nói ra, hiểu không? Thì để coi tôi có tìm được nó không. Tại cái này thì nó hơi chậm, đôi khi tôi bấm bấm mà nó không có hiện ra. Thông cảm nếu mà quý vị thấy tôi hơi chậm. Không phải là tôi chậm, mà cái điện thoại nó chậm, biết không? Đó. Thì nó cũng ở đâu đó này. Thì như là
ấy, như là Joanne này. Ừ, Joe là Joanne này. À, chương 2 đoạn 21 này. Ngài nói này. Đừng sợ. Thấy không? Hãy vui mừng lên, đúng không? Vì Chúa Cha sẽ làm những cái điều tuyệt vời, cực kỳ vĩ đại, tốt đẹp, đúng không? Thì hãy đọc đi. Nói chung là nhiều lắm, nhiều nhiều đoạn lắm, nhưng mà bây giờ thì tôi sẽ không có nói về cái chuyện đó, nhưng mà tôi lấy một cái ví dụ cho quý vị thôi, để mà quý vị có thể biết được là nó đến từ những cái lời nói của Chúa Cha của chúng ta, biết không? Chứ không phải là những gì tôi nói để cho quý vị có sướng cái lỗ tai của mình, đúng ý tôi là không, mục đích của tôi không phải là tôi muốn cái tai của quý vị trở thành sung sướng đâu, hiểu không? Tôi chỉ muốn quý vị nhận được cái sự thật của Chúa Cha mà thôi, hiểu không? Cái đạo lý của Chúa Cha, cái tin mừng của Chúa Cha, hiểu không? Để mà quý vị có thể có được một cuộc sống tốt đẹp, một cái tương lai tốt đẹp, và khả năng sẽ mãi mãi sống với Chúa Cha sau khi 1.000 năm, hiểu không? Sống trong thế giới này, hiểu không? Thì đó. À, chúng ta hãy bắt đầu với cái điều khác nữa sau đây. Thì nếu mà quý vị muốn các con cái của chúng ta trở thành tài giỏi này, mạnh mẽ này, mạnh khỏe này, tốt đẹp này và thông minh á, thì phải dạy cho những cái luật lệ bởi cái lệnh của Chúa Cha từ nhỏ nha. Phải dạy cho họ những cái luật lệ của Chúa Cha, và đặc biệt là 10 cái lệnh của Chúa Cha cho những con cái của mình từ nhỏ, biết không? Đặc biệt là con trai đó, không? Những con trai của quý vị đó, biết không? Vì họ khác hơn những vị ở ngoại tộc, biết không? Những con cái của ngoại tộc thì đâu có nghĩa là nó sẽ không tốt cho những con cái của ngoại tộc nếu mà họ làm theo giống như chúng ta, biết không? Là nếu mà họ làm theo, excuse me, những cái luật lệ và mấy cái lệnh của Chúa Cha thì nó cũng sẽ tốt cho họ thôi, biết không? Nhưng mà nói riêng về những con cái của chúng ta, những con cái sắc tộc Do Thái của chúng ta, thì quý vị phải nhất định dạy cho họ những cái luật lệ và mấy cái lệnh của Ngài từ nhỏ, biết không? Từ nhỏ. Và chỉ có cái cách đó thì mới tốt cho các con cái của chúng ta mà thôi, hiểu không? Cho nên quý vị hãy cố gắng học hành 10 cái lệnh mà tôi đã giảng dạy, mà tôi đã dạy cho quý vị trong những cái video qua, đúng không? Thì đặc biệt là về về cái lệnh, không, từ 1 đến 10 đó, đúng không? Thì đừng để cái sự hy sinh của tôi trở thành vô ích, đúng không? Nha quý vị. Vì tôi đã cực kỳ đau khổ để mới có thể thực hiện được những cái điều này cho quý vị, biết không? Vì tôi cũng đành phải trải qua biết bao nhiêu cái sự đau đớn, cái sự khó khăn, cái sự trở ngại và những cái đau khổ mà quý vị không thể nào tưởng tượng được, để mà có thể có được cái ý thức sự thật về của Chúa Cha, biết không? Những cái luật lệ của Ngài và 10 cái lệnh của Ngài, biết không? Cho nên hãy làm ơn tận dụng nó đi, biết không? Vì chỉ có cách đó thì nó mới tốt đẹp cho những con cái của chúng ta.
Đúng không? Vì họ là những con cái của Do Thái, có nghĩa là sao? Là con cái của, thì đơn giản là con cái của Chúa Cha, cái sự sáng tạo của Chúa Cha, biết không? Là theo dòng máu của Chúa Christ của chúng ta, biết không? Tuy nhiên thì, hoặc là dù sao đi nữa thì những bọn xấu xa, độc ác, tàn nhẫn và ma quỷ kia, thì bọn họ cũng sẽ tìm cách để hạ tôi xuống, không, hoặc là để hạ tôi xuống qua cái đạo lý đó, biết không? Như là họ sẽ dùng đạo lý, họ sẽ dùng cái đạo lý qua cái sự phản bội của dân tộc chúng ta này, đúng không? Ví dụ là họ sẽ dùng những vị dân tộc của chúng ta mà vô ý thức á, để mà hạ tôi xuống, hoặc là nói xấu tôi này kia, phải không? Để mà quý vị có thể nghĩ rằng là tôi là một vị đàn ông xấu xa, đúng không? Thì đó là cái cách mà họ sẽ hành hạ tôi xuống theo cái đạo lý, phải không? Thì như là họ hạ cái đạo lý tôi xuống để mà quý vị có những cái suy nghĩ tiêu cực về tôi, phải không? Thì họ muốn dùng cái những vị mà nói xấu tôi á, để mà quý vị nghĩ rằng là tôi là những vị như vậy. Thì cũng như 2000 thì 1750 năm về trước ấy, thì họ cũng dùng một cái chiêu đó đó, cái chiêu mà hạ dạng Christ, Chúa Christ của chúng ta đó, theo đạo lý đó, để mà thay đổi cái suy nghĩ của quý vị đó. Thì lúc đó thì cái suy nghĩ của những vị mà trong thời đại đó, không, trong thời thời gian đó, không, thời điểm đó, thì đó là lý do tại sao Chúa Christ của chúng ta đã bị giết hại đó, không, đã bị giết hại một cách rất là xấu xa, độc ác, tàn nhẫn và ma quỷ, biết không? Thì cũng vì cái sự lừa đảo, gian dối, giả dối và nói dối của bọn họ, biết không? Thì cái sự lừa đảo của bọn họ đó, biết không? Thì cũng vì qua cái sự kiểu là cái qua cái cách mà hạ tôi xuống theo cái đạo lý đó, biết không? Họ dùng cái đạo lý để mà hạ tôi xuống, hoặc là họ dùng những cái lịch sử quá khứ của tôi để mà hạ tôi xuống, không? Thì họ không muốn tôi chia sẻ những cái điều này cho quý vị, biết không? Họ không muốn tôi thì họ bọn họ không muốn chúng ta có cái sự phát triển, không, là vượt qua cái sự đau khổ của chúng ta, biết không? Thì đó là lý do vì sao mà bọn họ có vấn đề với những gì tôi nói, không, là tại vì những gì tôi nói nó có sức mạnh giúp quý vị thoát khỏi cái nô lệ của tội lỗi, không, cái sự đau khổ của mình, không, những cái đau khổ của mình, không. Thì đó là lý do tại sao những vị kẻ xấu họ sẽ có vấn đề với tôi. Thì họ biết rằng á, những gì tôi nói là sự thật, đúng sự thật, không? Vì nó sẽ giúp quý vị có ý thức, đúng không? Thì đó là cái điều mà họ không có muốn quý vị trở thành, đúng không? Thì họ đã luôn luôn muốn, đang luôn luôn và vẫn có thể là sẽ luôn luôn muốn quý vị có cái suy nghĩ ngu ngốc, bệnh hoạn, điên khùng và tào lao, đúng không? Với lại họ muốn quý vị có những cái suy nghĩ đi đi mất dạy bố láo và tội lỗi, và cực kỳ tội lỗi đó, để mà quý vị trở thành cái nô lệ của tội lỗi, không? Thì như vậy thì họ mới có thể cai trị quý vị từ cái tâm lý của quý vị, đúng không? Và cái tội lỗi của quý vị, vì cái tội lỗi của quý vị, đúng không? Nó sẽ cho phép bọn họ cai trị quý vị, đúng không? Thì nếu mà quý vị đã thoát ra từ cái sự vô ý thức của mình thì làm gì mà họ có thể cai trị cái tâm lý của quý vị, đúng không? Trừ khi quý vị cho phép mà thôi, đúng không? Thì nói chung ở đây là cái ý của tôi á, là tôi muốn quý vị có ý thức để mà quý vị có thể sống được một cuộc sống không có tội, đúng không? Hy vọng là như vậy, biết không? Thì cho dù quý vị có ý thức hay không, thì cho dù quý vị có ý thức thì đâu có nghĩa là quý vị sẽ quyết định
quyết định là sống một cuộc sống tốt, biết không? Biết đâu quý vị sẽ không có quyết định như vậy thì cái đó là tùy quý vị, đúng không? Nhưng mà cái chuyện ở đây thì quý vị không còn là vô ý thức nữa, đúng không? Thì ý tôi, mục đích mà tôi làm cái điều này là để cho quý vị có ý thức, vì tôi không muốn là quý vị vô ý thức, đúng không? Rồi, chắc là vì mình vô ý thức, nhưng mà bây giờ thì quý vị đã có ý thức rồi thì tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ không nói là mình vô ý thức, đúng không? Thì đó. Và rồi thì như tôi cũng hết thời gian rồi. Ôi, nhanh quá.